Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Pharma Labs. Hôm nay sẽ là video về làm phần hồ sơ dược chất phần F1 thông tin chung. Để làm được phần thông tin chung này, các bạn sẽ truy cập vào phần thông tư 32/2018 của Bộ Y tế. Thì các bạn truy cập vào phần phụ lục 1. Trong phụ lục 1, các bạn di chuyển xuống trang số 69, trang số rất đẹp. Các bạn sẽ thấy được mục hướng dẫn của họ về mục S1 thông tin chung. Thông tin chung chúng ta sẽ gồm có 3 phần: S1.1 đến S1.3. S1.1 thì chúng ta sẽ đưa về danh pháp. Danh pháp sẽ có tên chung quốc tế này, ví dụ còn nếu có này, thường sẽ không có tên này. Số đăng ký, tra cứu trích dẫn hóa học, mã phòng thí nghiệm nếu có quy định, tên hóa học. Thứ hai là công thức cấu tạo. Công thức cấu tạo thì mình sẽ tiếp tục làm cái thuốc generic là paracetamol. Thì công thức cấu tạo mình sẽ là phần generic, đó là quy định trong dược điển hoặc các nội dung tương ứng với nhà xuất. Thì của mình sẽ là paracetamol của mình, trong đơn ký của mình là dược điển Anh BP, thì mình đã đạt chuẩn đoạn BP 2020 về tiện mình kiểm tra. Thứ ba là đặc tính chung. Trong phần đặc tính chung mà chúng ta sẽ đưa ra các thành phần gồm có cần phải có các danh mục liệt kê các đặc tính lý hóa và các đặc tính có liên quan khác của dược chất, kể cả các đặc tính về sinh học đối với các sản phẩm công nghệ sinh học. Thì biotech thì này mình không biotech, mình thuốc generic thôi. Còn với thuốc mới thì các bạn tham khảo cái ICS Q6A. Còn đâu rồi, phần này thì mình đã copy các nội dung cần thiết sang cái form có sẵn ở đây và mình nhìn vào là xong. Thứ nhất là tên chung quốc tế của mình sẽ là paracetamol, không thể khác được rồi. Ngoài ra thì có acetaminophen của Mỹ thôi, còn chung là paracetamol, không có dạng muối gì nhé. Tiếp theo là mã CAS và cái tên học thì mình sẽ lên Google mình tra. Thường thì mình tham khảo trên PubChem. Đây, acetaminophen paracetamol của mình là không ngấm nước và luôn cái đầu tiên. Và tham khảo trên này. Ngoài ra, đây tham khảo trên này. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo ở dược điển. Đây mình đã đọc dược điển về đây thì nó sẽ có các thông tin trong này như công thức này, khối lượng này, các bạn có thể copy vào đây được. Bây giờ mình đầu tiên là cái mã CAS thì mình search trong này nhé. CAS đây chính là cái mã này. Ok, bạn copy và paste sang hồ sơ bạn là được. Okay. Mình tiếp mình chỉ không sao nhé, hay em không. Thứ hai là tên hóa học. Tên hóa học thì bạn có thể lấy trong dược điển hoặc lấy ở đây, tên hóa học lấy trong dược điển này, hoặc là bạn có thể lấy ở bên này có tên. Đây tên đây, các bạn có hai canh để lấy hai chỗ thì các bạn tên giống nhau thôi. N4 đấy, đây giống nhau N4 này. Copy thì các bạn chỉ sửa sau. Đây là xong phần F1.1 rồi. Chúng ta sẽ sang phần F1.2, đó là công thức phân tử này. Công thức phân tử các bạn copy đây, công thức phân tử đây, copy ở đây hoặc copy ở bên này, công thức phân tử ở đây. Và paste bên này. Chỉ một chút nhé. Đây này về bên dưới chỉ số khối lượng phân tử mà lớn các bạn đây 151,2 hoặc ở bên này cũng có này, đây 151,16 tùy các bạn lấy. Mình lấy sẽ lấy ở bên PubChem này thì nó
chính xác hơn 101,16 nó không bị lấy làm tròn 101,16 đơn vị bên này đây gam trên mol cấu trúc lập thể thì các bạn có thể copy đây đấy copy hình ảnh bên này hoặc là bạn sang lên Google copy cũng được paracetamol chemical structure đây chemical structure xong bạn chuyển vào phần image hình ảnh nhé thì bạn copy vào thì sẽ để cái này không được lấy cái nào đây lấy tạm cái này copy ảnh và bạn paste vào cái của mình ấy. Các bạn là xong có thể thu nhỏ lại nếu bị quá lớn đây căn giữa đây là xong phần S1.2 chúng ta sẽ phần xong một phần S1.3 thì trong phần này mình thừa trong hồ sơ của mình không liệt kê rất nhiều, mình chủ yếu liệt kê chủ yếu là về phần tính chất, về vật lý và cũng như độ hòa tan cũng như là đưa ra về hàm lượng. Còn đâu sang mục S3 thì mình sẽ nêu rõ hơn về các tính chất hóa học của các tính chất của cái dược chất này theo dược điển. Thứ nhất là về tính chất về vật lý cũng như độ tan thì các bạn sẽ tra trong dược điển Anh hoặc là dược điển châu Âu thì sẽ có, dược điển Mỹ không có đâu. Từ Việt Nam thì không có. Các bạn có thể xem từ Việt Nam nhưng mà đây mình có dược điển Anh. Đây. Tính chất này. Bột kết tinh màu trắng hoặc cần trắng. Thì đánh vào đây. Đây thì mình xóa đi. Độ tan nếu bạn khó thì bạn cầm cho lên Google dịch nhé mình dịch luôn nhé ít ra trong nước này tan tự do trong ethanol 96% rất ít tan trong methylene chloride rồi đây là về phần tính chất hóa học của độ tan các bạn tiếp theo đến phần hàm lượng. Hàm lượng thì các bạn đây yêu cầu hàm lượng sẽ có phần này hàm lượng của paracetamol sẽ từ 99 đến 101% trên dạng đã làm khô hàm lượng paracetamol dưới dạng copy thư rồi OK. Thì đây là mình đã sơ bộ, mình đã làm xong cái phần S1 cũng có 3 phần từ S1.1 đến S1.3. Sau khi các bạn làm xong thì các bạn copy những nội dung đó lên phần tóm tắt về tổng thể về hồ sơ chất lượng ở bên trên. Thì thường cái phần tóm tắt này mình sẽ làm hết từ S1 đến P9 sau đó mình copy lên trên phần trên này nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Các bạn có thể căn chỉnh lại một số phần sai phông của chữ. OK. Trước
Trên đây là phần video của mình giới thiệu về cách làm phần S1, thông tin chung của tổ chức. Các bạn thấy hay thì hãy like và share, nhớ subscribe và nút chuông để theo dõi video mới của mình. Nhớ comment ủng hộ nhé. Bye bye.